chào mừng các bạn đã quay trở lại về channel. Cho mình hỏi là đây có nhà bạn nào nuôi bò hay không? Và con bò nặng nhất nhà các bạn nuôi là bao nhiêu kilo? Hãy cùng mình chia sẻ với mọi người cùng biết nhé. Các bạn biết không, một con bò to là niềm tự hào không chỉ của một người nông dân mà còn là của cả một đất nước. Những loài động vật đáng ngưỡng mộ không chỉ được nuôi để mà giết mổ, sản xuất sữa và chăn nuôi mà còn trong mục đích triển lãm. Vì vậy chúng không thể tầm thường như những chú bò bình thường khác được mà phải có một kích thước thật là khổng lồ. Vậy thì trong tất cả các giống bò nào là giống bò khủng nhất thế giới? Ngay bây giờ, khám phá nhé! Thứ nhất, bò bỉ xanh. Đây là giống bò được gọi là quái vật bò cơ bắp. Bò bỉ xanh, tên tiếng Anh là Belgian Blue. Bắt đầu từ năm 1808, Belgian Blue đã bắt đầu được lai tạo để tạo ra giống bò siêu thịt. Chúng còn được gọi là siêu bò vì kích thước khổng lồ và khối lượng cơ bắp quần quận nổi lên không khác gì một con bò quái thú có sức khỏe phi phàm. Bắt đầu những con quái vật bò xanh Mỹ là những con bò bị đột biến tự nhiên, bộ gen mã hóa của myostin, một protein chống hiện tượng tăng trưởng cơ bắp. Đột biến khiến myostin bị ức chế hoạt động, kết quả là những con bò bị đột biến mã gen myostin phát triển cơ bắp vượt trội, trở nên vô cùng cơ bắp. Đột biến này cũng gây trở ngại cho sự lắng đọng chất béo, dẫn đến hiện tượng thịt bò bỉ rất nạt, những con bê con bị đột biến cũng rất lớn. Luôn luôn phải sinh mổ mới có thể giữ được mạng sống của cả hai mẹ con. Nhiều người thắc mắc tại sao chúng lại có tên là bò bỉ xanh trong khi chúng có nhiều màu khác nhau. Điều đó là do những con bò cơ bắp có nguồn gốc từ bỉ đầu tiên mang bộ lông màu xanh đậm. Sau này dù có được lai tạo và mang những bộ lông màu khác như màu sữa, màu đen, trắng thì người ta vẫn gọi đó là bò bỉ xanh. Bò bỉ xanh được cho là loài vật hiền lành, nhưng đừng dại trêu chọc chúng. Những con bò lực sĩ này sẽ khiến cho bạn phải nếm mùi đau khổ đấy. Bò Chiania Ý. Hình ảnh về những con bò khổng lồ cao chót vót vượt quá tiêu chuẩn của gia súc thông thường có lẽ từng khiến cho nhiều người tự hỏi liệu rằng chúng có phải là một dạng đột biến sinh học nào đó hay không. Tuy nhiên đây thực ra là loại bò Chiania, giống bò lâu đời của người Ý. Đặc điểm đáng chú ý nhất của giống bò này là chúng có thân hình rất lực lưỡng cũng như những khối cơ bắp cuồn cuộn. Chính điều này đã khiến chúng trở thành nguồn sức kéo nông nghiệp chính ở Ý cho đến tận thời cơ giới hóa phát triển. Bò Chiania hiện vẫn giữ thành tích là giống gia súc cao và nặng nhất. Một con bò trưởng thành có thể cao tới 1,6m, nặng từ 800 tới 1 tấn. Trong khi đó, bò đực có thể cao tới 1,8m và nặng khoảng 1.300kg. Bò Texas sừng dài. Bò sừng dài Texas là giống bò chuyên để thịt, nhưng với bản tính hiền hòa và thông minh, chúng được huấn luyện ngày càng nhiều để trở thành bò cưỡi. Sau khi tiến hóa qua nhiều thế hệ, chúng phát triển khả năng chịu điều kiện khô hạn và khan hiếm thức ăn. Loài bò này có nhiều màu sắc như màu trắng và màu đỏ sẫm vẫn chiếm đa số. Đây là giống bò nhà nổi tiếng của Mỹ với cặp sừng rất dài. Kỷ lục sừng dài nhất trên thế giới được ghi nhận ở loài bò này là vào tháng 10 năm 2014, thuộc về chú bò Lazy Burraras với cặp sừng dài 297,8cm. Những con bò đực thường có cặp sừng dài khoảng 36-80 inch, tức 0,91-2,03m. Sừng của chúng có thể có chót đỉnh vặn cong lên một chút hoặc thậm chí là có 3 vòng xoắn. Bò limousine. Ồ, nghe cái tên mình cứ tưởng là một chiếc xe limousine các bạn ạ. Bò limousine là một giống bò có nguồn gốc từ vùng Limousine và Manchester, miền nam trung tâm của nước Pháp. Đây là giống bò chuyên thịt rất nổi tiếng, thịt có chất lượng cao. Hiện nay, giống bò này là sản phẩm thịt của nó đã có mặt tại 70 quốc gia trên thế giới. Nguồn gốc của loài bò này hiện đang gây tranh cãi. Theo các tranh vẽ của người cổ trên các hang động thì giống bò này thuộc nước Pháp ngày nay. Tuy nhiên thì một số kết quả phân tích ADN khác thì lại theo hướng đây là giống bò có nguồn gốc từ vùng trung tâm cận đông. Giống bò này có sắc lông màu đỏ và không có đốm, niêm mạc mũi cũng màu đỏ hoặc màu hồng nhạt tùy cá thể. Sừng và móng chân màu trắng, trắng xám, tầm vóc của bò lớn, thân hình dài, lưng thẳng, đầu ngắn, trán rộng. Khối lượng bò cái bình quân từ 540-600kg. Bò đực bình quân từ 800-900kg. Nuôi thịt lúc 12 tháng tuổi, bê đực đạt 450-600kg. Bê cái từ 380-400kg. Bò Chalolai. Bò Chalolai là một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng Chalolai của nước Pháp. Hiện đây đang là giống bò được nhiều trang trại tại nước ta nhân giống để chăn nuôi. Giống bò này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với các loại bò khác. Tại sao giống bò này lại được ưa chuộng đến như vậy? Đặc điểm nổi bật của nó là gì? Giống bò này chủ yếu có màu trắng kem. Các bạn sẽ thường thấy các trang trại những con bò to lớn có lông dài và màu trắng kem thì chúng sẽ là bò Chalolai.
Ngoài ra, có số ít con bò màu vàng tối. Bò Chalonai nặng trung bình từ 900kg đến 1100kg. Chúng có cơ thể cân đối với những cơ bắp nổi rõ. Với những con bò trưởng thành, các bạn có thể nhìn rõ từng thớ cơ trên cơ thể chúng. Bên cạnh đó, nếu được cho ăn đầy đủ, giống bò này lớn rất nhanh. Thời gian trung bình từ khi sinh ra đến khi xuất chuồng của chúng rơi vào khoảng 500 tới 550 ngày. Con đực nặng 1.000 đến 1.300kg, con cái từ 700 tới 900kg. Bò sữa Hà Lan. Mình chắc chắn rằng hầu như tuổi thơ của tất cả mọi người chúng ta ở đây đều gắn liền với những hộp sữa cô gái Hà Lan quen thuộc. Trên bao bì của những hộp sữa này sẽ thấy được ngoài cô gái Hà Lan quen thuộc thì còn có những chú bò sữa nổi tiếng của đất nước này, đúng không nào? Bò sữa Hà Lan có tên chính thức là bò Holster Frise, là một loài bò có nguồn gốc từ Hà Lan xinh đẹp. Loài bò được cho là đã xuất hiện trên đất nước cối xay gió từ 2.000 năm về trước. Ngày nay giống bò này không chỉ được nuôi dưỡng ở nước Hà Lan mà còn được nuôi ở trên rất nhiều quốc gia trên thế giới khác nữa, trong đó thậm chí là cả Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên chất lượng không thể nào bằng được so với chất lượng khi được nuôi dưỡng tại quê hương của chúng. Loài bò Hà Lan này có đặc điểm hết sức đặc biệt nên bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng ngay và lần đầu tiên. Đó chính là bộ lông màu đen trắng. Đây là giống bò duy nhất trên thế giới có bộ lông như vậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể bắt gặp một vài con bò có bộ lông long lanh trắng đỏ. Bò Montebelli. Bò Montebelli là gia súc ưu tú của Pháp. Sự phổ biến của Montebelli đối với nông dân là do tính linh hoạt, sức bền và tính khiêm tốn của chúng. Những con gia súc có sừng này có thể nhanh chóng thích nghi và thích nghi với các điều kiện của bất kỳ khí hậu nào. Một ưu điểm nữa là tăng năng suất thịt và sữa. Kích thước trung bình của một con trưởng thành là khoảng 1,5m, thân dài 1,6m, trọng lượng của một con bò đực đạt tới 1 tấn. Một con cái trưởng thành về giới tính 600-650kg. Cấu tạo cơ thể chính xác và màu sắc nguyên bản khiến Montebelli thường xuyên trở thành những người hùng trong các quảng cáo. Bò có đường thân nhắn, xương sống không nổi bật, bả vai phẳng, lưng thẳng và chân to. Bộ lông của những con bò rất rộng và ngắn. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã được cùng nhau đi tìm hiểu video những giống bò cực kỳ kỳ lạ, cực khổng lồ khiến cho cả thế giới phải sốc khi chứng kiến. Sau khi xem xong video ngày hôm nay thì các bạn có suy nghĩ gì? Các bạn cảm thấy giống bò nào là khổng lồ và ấn tượng nhất? Hãy cùng mình nghe ý kiến của các bạn phía bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye!